Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sốc Ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốc sĩ kẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng. Thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thậm chí là ngày hôm nay tôi còn chưa thèm xé tóc nữa cơ. Mà mình thấy là cái việc xé tóc nó không cần thiết lắm. Rồi nha, chúng ta sẽ bắt đầu vào video ngày hôm nay. Yes, let's go. À mà quên một điều, các bạn nhớ like và chia sẻ video giúp mình nhá. Thank you. Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Ok mọi người, thì ngày hôm nay mình sẽ lại nhảy dù ở thung lũng nha. Và mặc một cái bộ trang phục, đây là bộ trang phục đặc vụ thú cưng nam nha mọi người. Đấy, câu thấy cái gì không ạ? Lấy nguyên cái lông con sói cắm vào đít câu ạ. Nó không phải, cho anh em thử lên Google tìm xem. Ghi là đuôi hồ ly gắn vào người à? Hoặc là đuôi cáo gắn vào người xem. Xem nó ra kết quả như thế nào. À, tình hình là hôm mùng 1 tháng 4 tôi chôn mấy anh em anti fan thôi, bảo xóa kênh. Sau hôm nay chúng nó comment là ơi xóa kênh đi. Thế là mình mới dép lại một chữ sáng tết tây em ạ. Mà tin người VCL. Thật ra thì như thế này, kênh tôi nhá, khá là nhiều anti fan. Thế nên là hôm qua ấy, chủ yếu là mình chôn cho nó thôi, chém gió với anh em sương sương thế thôi. Còn lâu tôi mới xóa kênh cơ mà. Cái đậu xanh này. Ok, chúng ta có được một mạng đầu tiên vô cùng đơn giản nhá. Và anh em đang xem trên kênh của Kẹo, nếu như mà anh em thấy hay thì các bạn đừng quên cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đấy, thì theo như yêu cầu của các bạn, ngày hôm nay thì mình review cái bộ trang phục đặc vụ thú cưng nam đây. Đấy, hay là cái bộ trang phục sói gì đấy. Bởi vì tôi thấy là đặc vụ thú cưng mùa này thì thẻo vô cực mình đã mở full rồi. Nó có hai bộ trang phục, một bộ là sói, một bộ là cáo, hình như là thế anh em ạ. Và tôi đang review cho các bạn, đây là cái bộ trang phục cho nam đang mặc nhá. Được chưa mọi người? Video thám tử thì cũng nói luôn với các bạn đấy là ok, video thám tử mà hôm qua, à đâu, hôm kia mình up lên 5.000 like chắc chắn là sẽ làm tiếp video thám tử. Đấy, cơ bản là theo ý thích của các bạn mà. Cái lượt like nó thể hiện cái sự quan tâm của anh em ạ. Ok mọi người. Thì thông báo với các bạn đấy là hiện tại thì mình vẫn thường xuyên live stream trên NonoLive nha. 19 giờ tối nay anh em nhớ ghé NonoLive nhá. ID 47397760 các bạn xem stream của mình nha. Hướng dẫn tải app thì ở ngay phần mô tả của video rồi. Ok chưa ạ? Rồi nha, chúng ta let's go. Hiện tại thì mình đang ở trên khu cổng trời và phải nói là một combo súng khá là ổn luôn. Chúng ta có XM8 và đây là shotgun M1887 nha. Combo súng như thế này rồi còn ngại thằng nào nữa hả anh em? Ok, ui. Ở dưới xem cho nó làm gì kìa. Một số các bạn bảo là anh ơi anh đua top thẻ vô cực đi. Mình thấy là thôi. Mình thấy là vụ này ấy tốn tiền vãi ra. Mà nó thật là nó chẳng giúp ích được cái gì cả anh em ơi. Ngoại trừ là anh em khoe ở trong cái rank xếp hạng điểm thẻ vô cực thì nó chẳng có cái vấn đề gì cả. Thấy mấy ông YouTuber giàu công đập 3.000 mảnh đấy, công đập 3.000 điểm thẻ vô cực, mình thấy nó phí vãi ra. Riêng mình thì mình không có tiền. À đâu, nói bảo là không có tiền thì nó lại sai vãi trưởng nhở. Không đúng đâu. Cơ bản là tôi không thích đập điểm. Đùa. Tôi nói thật với anh em nha, cái điểm thẻ vô cực nha, mình anh em đập 3-4 nghìn, cả chục nghìn nhá, cả trăm nghìn, nó chẳng được cái gì cả. Ngoại trừ là cái xếp hạng điểm thẻ vô cực, các ông nghĩ là các ông oai ở đâu. Tôi thấy là thôi, phí tiền, đấy. Nếu như mà không muốn nói thẳng là mấy thằng ngu đập thẻ vô cực, đấy, người ta gọi là vừa giàu vừa ngu các ông ạ. Đấy là theo ý kiến cá nhân của mình thế thôi. Còn anh em thì ý kiến thế nào, các bạn có thể là comment ngay bên dưới video nhá. Ok chưa? Rồi là anh em có góp ý gì, muốn mình làm nội dung gì, comment ngay bên dưới video. Mình sẽ sớm lên video cho mọi người nha. Rồi nha mọi người. Thế là đây, hôm nay anh em biết chưa, tóc của tôi nhá, bây giờ nó dài tận cái mắt rồi anh em ạ. Nên là ở nhà buộc lên trông thoáng anh em. Lý do tại sao anh em bảo mặt anh lắm mụn á. Lại chúa, tôi còn lứa tuổi học sinh cơ ông ạ. Mặt lắm mụn là chuyện bình thường ấy mà. Thôi giỡn anh em, nhưng mà 21 tuổi rồi. Chắc là vài năm nữa hết mụn thôi. Đùa với anh em.
Anh em hỏi những câu vớ va vớ vẩn đây, tôi nói luôn cho anh em này nhá. Những cái thằng mà mặt nó không lên mụn ấy, nó lên một hai cái thôi không ạ. Còn anh em nhá, bạn nào bị mụn biết liền à, anh em chả làm cái mẹ ăn gì nó cũng lên mụn đúng không? Đúng không? Anh em có nhận không? Đúng thì like cho video được chưa? Ok. Đấy, nói thế cho nó vuông, nhiều thằng nó có bị mụn bao giờ đâu. Hoặc là anh em chưa đến tuổi bị mụn nhá câu nhá, rồi các ông sẽ biết là ê, mình chả làm cái mẹ gì mụn nó cũng lên. Là anh em hết thắc mắc nha, được chưa? Dạo này thì nói chung là mình hay thức khuya này, rồi là làm việc tiếp xúc máy tính nhiều này, nó có bức xạ của màn hình này, rồi là đấy, suốt ngày ngồi trong phòng, nên là ok, mặt tiết nhiều nhờn này, rồi là mặt tôi thì nó dễ lên mụn các bạn, là do cơ địa nữa, do chế độ ăn uống sinh hoạt. Đấy, khi nào mà tôi bỏ nghề chắc chắn là tôi sẽ đẹp trai này, auto đẹp trai hết mụn này, đơn giản là làm cái nghề này anh em ạ, toàn thức khuya thôi. Đấy, bởi vì là bận thời gian cả ngày à, thức khuya đôi khi là nghe nhạc chill chill một tí đây, xong rồi đi ngủ, hoặc là chơi một số những cái game giải trí, xếp hình là người nhện đua xe, vớ va vớ vẩn vậy thôi anh em. Rồi nha, ok chưa? Thế anh em đã hiểu chưa? Các bạn còn câu hỏi gì? Đặt câu hỏi ngay bên dưới phần comment nha, ok, tôi tranh thủ tôi sẽ trả lời comment của các bạn nhá, ok chưa? Lưu ý nha mọi người, ở đây thì không phải là mình trả lời được hết tất cả câu hỏi của anh em, nhưng mà sẽ cố gắng tranh thủ đấy. Thấy comment của anh em nào trước thì tôi trả lời trước, có vấn đề gì đâu, lâu lâu lên một cái video chém gió cho các bạn thôi. À, rồi nha, nói luôn, đấy là anh em hỏi lý do tại sao ấy mà anh làm gì ta? Anh không đăng video nhiều, lên một ngày 3-4 video. Tôi nói thật với anh em, chứ đăng một video anh em còn méo thèm xem. Rồi nha, anh em xem nhiều lên, tôi sẽ đăng nhiều video theo nhu cầu của các bạn nha, ok được chưa? Đấy, không nhiều bạn bảo anh làm cái này đi, anh làm cái kia đi mà anh em có xem méo đâu. Thế nên là làm cái gì? Ok, anh em xem video thì ủng hộ mình bằng cách là nhấn like cho video và chia sẻ cho video nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thật sự là ngày hôm nay thì khá là nhạt, khi mà tôi chạy mãi không thấy thanh niên nào cả. Có một số thanh niên bảo là ui, sao anh nhạt thế? Thế bây giờ các ông muốn mặn không? Mặn, uống nước mắm, được chưa? Còn tôi là tôi chỉ uống nước lọc với những người anh em thiện lành trên kênh của tôi thôi. Cơ bản là mấy thằng anti-fan là phải cho chúng nó uống nước mắm luôn anh em ạ, chúng nó mới hết nhạt. Còn anh em fan tôi, chúng ta chém gió vui vẻ với nhau thôi, có cái gì đâu. Rồi nha, ok này. Tập này thì còn lại 20 người chơi nữa. Nói chung là cứ từ từ đây, tôi sẽ lượn lờ lên phía trên này coi, đi kiếm người anh em ơi. Chúng ta có một trái lựu này. Ơi, nhiều khi kiểu mệt vãi. Lý do tại sao mà anh em chơi trong game này, anh em chạy mãi không thấy người, cơ bản là chúng nó lại trốn đâu hết rồi. Đấy, chán không? Các bạn thấy chán không? Chán chứ, mèo hiểu sao luôn, chơi game sinh tồn công lại trốn đi đâu hết cả rồi. Tôi nhiều khi, tôi chẳng tìm đâu ra được thằng nào nữa đấy. Đấy. Ui, vãi này. Phía trước anh em ấy đuổi theo nó, vả nó luôn này. Thằng này láo với kẹo hả? À, nó dám chạy anh em, nó dám chạy à? Ui, quay lại làm gì đấy? Quay lại đứng định canh định sơi mình á. Ôi, sợ nhờ. Bạn nghĩ bạn là ai? Ôi, bạn có thể sơi được mình á? Oh my god, sợ quá. Đây, từ tôi ra phía sau này. Má, làm gì căng này. Chắc là nó chạy rồi, tôi tưởng nó ngay thùng dầu nên là bắn thùng dầu mấy phát thôi. Đây, lượn qua đây xíu này. Hello. Ui, vãi trên này luôn. Oh man này, hay lắm em ạ. Oh, được. Anh lại giỏi quá cơ. Này. Thanh niên thứ ba nhá, lên bản điểm số nhá, buồn chưa em? Ui rồi, lâu lâu chơi game kiểu gặp mấy ông ngáo ngáo này là hạ gục phát một thôi anh em ạ. Tình hình là anh em có hỏi mình là anh ơi bao giờ cập nhật OB20 đúng không? Thì anh em cứ chờ thôi, hết vòng quay vàng là cập nhật OB20 mà. Tôi nghĩ nó tầm khoảng là hơn chục ngày nữa thôi đấy. Cũng nhanh thôi mà, thật sự là không quá lâu đâu. Rồi nha, còn muốn biết chính xác thì các bạn cứ vào vòng quay vàng ấy. Các bạn xem cái ngày hết vòng quay vàng thì ok, ra phiên bản mới. Các bạn thì mùa nào cũng vậy mà anh em cứ ra vòng quay vàng mới là auto ra phiên bản mới. Ui, vãi cả trưởng. Thật ảo trên nhở? Oh man. À mà đấy, đấy là phải nói luôn nha. Mấy anh em bảo tôi, anh ơi anh review phiên bản OB21 đi, trong khi anh em có thèm xem méo đâu. Đấy, khổ nỗi anh em ạ. Là mấy nội dung đậu xanh bản cập nhật mới thì các bạn lại không xem. Nên là thôi tôi không làm nhá. Đấy, được chưa? Anh em xem cái gì thì anh em nói tôi để tôi làm nào. Comment ngay bên dưới video nhá. Ok, mạng thứ tư.
nhẹ nhàng và tình cảm. Phải nói là hôm nay thì mình mặc cái bộ trang phục đặc vụ thú cưng dành cho nam này, nó khá là xịn sò. Thứ hai là chơi game hên vãi, ui vãi. Sợ quá nhờ, thằng nào ở trong đấy. Sợ quá nhờ, đùa nhau. Tính làm gì ở trong đấy hả? Oh man, anh lại sợ chúng quá cơ. Hình như là nó tính gạ dao gạ chảo hay là nó bắn vỡ cái bom kẹp của tôi vậy. Mày này, chạy đi em. Rồi, anh cho chú chạy luôn này. Láo nháo này, pháo ăn xe này. Oh man, chết cha mày rồi nhá. Oh man này, ui, nó vẫn né được anh em ạ. Oh, ui, giá thế bạn ơi, giá thế. Pha này hơi rát rồi nha, thật đấy. Ông chơi tôi thế này, chết tôi không ấy, căng thẳng nhờ anh em nhờ. Ui, phóng lựu siêu cao luôn. Đậu, anh em mạnh phóng lựu này. Thanh niên ạ, cái này nó chỉ là pháo cầm tay thôi. Thật ra thì pháo cầm tay nó không ok lắm đâu. Mình chỉ sợ mỗi phóng lựu thôi anh em ạ. Ui, các bạn thấy gì chưa? Full trang bị tím nhá, trời ơi. Đồ ngon thế này nữa, không top 1 thì chắc là đập luôn mẹ điện thoại anh em ạ. Chơi gì nữa nhở? Oh mẹ này. Trời, ui, nhìn quả sát thương từ X-M8 này, bắn tốc độ bắn này nhanh vãi cả trưởng ra. Mặc dù là hiện tại thì mình trang bị nòng giảm thanh nha, còn trang bị nòng súng là sát thương nó phải còn gắt hơn nữa cơ. Oh, anh em thấy kinh chưa? Các bạn thấy kinh khủng không? Rồi nha, ok. Đồ đạc các thứ rất là đầy đủ. Và tầm này thì chỉ còn lại có 8 thanh niên thôi. Nói chung là cứ từ từ đấy. Gặp thằng nào anh em phải luôn thằng đó thì nó vô cùng đơn giản rồi. À đủ. Trước mặt anh em thấy ai chưa? Tôi chưa thấy ai đâu. Địch nó cũng chỉ loanh quanh ở đây thôi anh em ạ. Nào, đâu rồi? Địch đâu? Oh, thấy rồi nhá. Ở ngay trên. Ok. Lên luôn. Mà tôi phải sợ ông à. Các bạn thấy chưa? Ui, nó vừa bắn nổ UV nhá. Láo à. Ui, vai, sợ thế. Đậu xanh. Chú không biết anh là đặc vụ à? Oh, thế mà còn đứng kia tính sơi mình nhá. Ông cứ nghĩ ông là ai? Ok mọi người. Mấy thằng dơm ấy từ từ tôi xử lý cho. Anh em yên tâm. Ui vai, giá thế. Đừng. Hình như là cái phía đấy cũng có người nữa. Oh man, thế này chết tôi anh em ạ. Ui, thôi xong rồi. Mong mình không phải là pate, mình không phải là nhân bánh mì đâu. Anh em ơi, anh em đừng chơi mình thế. Oh, thế này nhiều khi chết mình anh em ạ. Thôi, let's go qua phía trước mắt nào. Ui, vãi, bắn nát hết cả mông. Mà nghĩ nó cay các bạn, nghĩ nó cay. Ok nhá. Còn lại 6 người chơi nhá. Yes. Đâu anh xem chú ở đâu nhá. Tầm này thì khá là căng thẳng rồi anh em ấy, càng về cuối trận thì anh em càng thấy là căng thẳng hơn nhá. Mình mới chỉ thấy chiếc xe thôi anh em. Với lại thì 2x của X-M8 này anh em nắm bắn nó rất là khó. Hầu như là toàn bắn một người thôi. Ui, vãi, giặt thế. May là kẹo vẫn giữ một kẹo kịp mà chơi nhau. Kinh thật, đậu xanh này. Ui, nhấn lộn vào nút cái đạn. Thi thoảng thì tôi đổ súng tôi nhấn lộn anh em ạ. Cày vã hay nhờ, đừng đùa. Ok nhá, đấy, quần máu đầy cây luôn để phang chúng nó nhở. Ngại gì các bạn. Đau thảo dưới. Thế bây giờ chú muốn làm sao? Ui, và ai nhở? Sợ quá nhở. Oh man, mày ra đây tao bảo. Tao sợ mày quá. Oh, ra đây. Tao sợ mày quá nhở. Mày này. Ui, cái gì đấy? Ui, ra đây em. Ui. Quả trừ máu này. Viên nữa này. Ui, mình đứng trên cái. Đó là quả liệu không phải viên anh em ạ. Tôi cứ nghĩ đến cái viên chiên thì vãi cả nổi. Đậu xanh này, mày ra đây. Oh, mày tưởng mày đứng sau quả bóng kem mày ngon. À, nó chạy kìa. Mày chạy này. Thôi sau này. Yes, tới số luôn nha người anh em. Nghĩ gì, đùa, đòi chơi với sĩ kẹo. Ông nghĩ ông là ai, tuổi gì sánh vai. Đây, rất nhiều bóng kem luôn. Ui, tự nhiên gặp thanh niên này như kiểu là cuộc đời mình được cứu rỗi luôn anh em ạ. Đấy, rất nhiều bông keo nhở. Được cứu rỗi luôn ấy các ông nhở. Nhiều anh em bảo tôi có vấn đề về giọng nói nhưng mà thôi. Đây là tôi cố ý nhấn mạnh tí cho nó vuông anh em ạ. Đấy. Cứ phải nhấn mạnh tí cho nó vuông luôn đúng không? Ok mọi người. Còn lại có 3 người chơi nha. Lúc này thì cơ hội chiến thắng của mình còn lại 25% nữa thôi nhá. Oh, nên là nói chung là tầm này cứ đi tìm từng đứa một thôi. Thấy thằng nào là vả luôn thằng đấy. Đấy, được chưa? Ui, trước mặt kìa.
Oh man, gì đấy? À, nó ra sau bờ tường. Nó chạy kìa. Mày chạy này. Mày sai lầm rồi nha em. Quẩy sai lầm rồi này. Ờ mày. May thằng bé vẫn dựng bóng keo kịp. Thế này chơi gì? Đây, tôi đứng đây chờ nó này. Sợi bóng keo. Ồ, hình như là nó lên tròi rồi. Pha này thằng bé lên tròi mẹ rồi thôi. Mình chạy đường vòng lại thôi. Tầm này thì bo sắp thu lại rồi. Mình sẽ chạy theo phía bên này nhá. Đấy. Còn 3 người chơi nữa cơ mà, đang nói là rất là căng thẳng. Nên là anh em mới chơi cẩn thận tí, lấy top 1 nhá. Không là mấy thằng anti-fan lại vào cả khịa bảo anh bắn ngu thế. Ngủ còn mẹ chúng mày. Bố mày chơi game đàng hoàng. Nói chung là tôi rất là quý anh em, những bạn fan của tôi. Còn thằng nào anti-fan này, anh em nhá, cứ chửi chết mẹ chúng nó đi thật. Dăm ba thằng trẻ trâu vào sủa bệnh đúng không? Rồi nhá. Không cần trứng rán cần mỡ, bắp thì lại phải cần mơ đúng không? Số nào? Xem nào anh em nào. Hiện tại thì tình hình đang rất là căng thẳng rồi nhá. Ồ mẹ này, ui vãi thế. À, thằng nào xong kéo nhở. Ok. 3 người chơi nữa. Để coi xem là có chú đang đâu nhá. Tình hình là lần này bao cuối thu lại tại giữa nhà máy điện và khu dân cư. Phải nói là một khu địa hình vô cùng phức tạp. Oh man. Sao đây em? Tính an anh á. An anh không dễ đâu. Mình sẽ lượn lờ vào trong này trước này mọi người này. Ok, mà dùng chiêu của Alok chắc chắn là sẽ sớm phun máu thôi. Nào, thì xem nào, trong này còn thằng nào không thì vả luôn cho nó anh em. Hóng thôi anh em ơi. Và ui vãi cả trường. Bố mày thấy rồi nhá, mày chết cha rồi con ơi. Úi xôi. À, tuổi gì em ơi, lần sau chừa nhá. Lần sau chừa nha em ơi, đừng có ngồi trong nhà thế này. Ngồi trong nhà thế này là có khi là vỡ cả đầu đấy nhá. Anh em cũng rút kinh nghiệm luôn nhá. Đây không phải là hack đâu nhá. Anh em lại bảo tôi sĩ kẹo hack map đi tìm địch, tìm vị trí của địch nữa thì biết nói làm sao được. Rõ, ok, còn lại thằng cuối thôi. Cuộc chiến này là cuộc chiến giữa mình và thanh niên cuối cùng. Solo 1v1 luôn nhá. Ui vãi, ngay bên này luôn nè. Oh, càng đấy. Lên đây em. Lên đây nhanh. Nào, dám lên đâu. Oh, mày chết chắc con ạ. Mày này. Thôi xong rồi. Ui, phun liệu luôn. Vãi. Ây. À đù. Ui này. Yes. Top 1 9 kill. Oh man. Like và chia sẻ video giúp kẹo nhá. Bye bye.